Thưa quý vị và các bạn, trồng cây xanh, rau sạch, xây dựng các tuyến đường hoa, phân loại rác thải tại nguồn, biến rác thành tiền hay nói không với rác thải nhựa, vân vân là những việc làm nhằm xây dựng lối sống xanh của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh nói chung, chi hội phụ nữ xã Hà Long, huyện Vân Đồn nói riêng thời gian qua. Từ những hành động nhỏ đó đã tác động đến ý thức của mỗi người dân trong cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thành lập từ tháng 9 2009 với 5 hội viên, đến nay mô hình tổ hợp tác phụ nữ trồng rau an toàn của chi hội phụ nữ xã Hạ Long, huyện Vân Đồn đã phát triển lên tới 38 thành viên và đang hoạt động hiệu quả, cung cấp ra thị trường những thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Chị Lê Thị Nhợi, thôn 7, là một trong những hộ đầu tiên tham gia vào mô hình tổ hợp tác trồng rau an toàn của chi hội phụ nữ xã Hạ Long. Bằng nguồn vốn hỗ trợ gần 20 triệu đồng từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cùng với việc được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về quy trình trồng rau an toàn, hiện 7 sào trồng rau của gia đình chị không chỉ cho năng suất cao mà còn đảm bảo chất lượng để cung ứng ra thị trường. Với việc trồng xen kẽ đa dạng các loại rau, củ, quả, nên mùa nào vườn rau nhà chị cũng có sản phẩm để bán, thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng một tháng. Mặc dù quy trình trồng rau an toàn vất vả hơn bình thường rất nhiều, nhưng vì bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho chính những người trong gia đình mình và nghĩ đến sức khỏe của người tiêu dùng, nên chị Nhợi cùng những hội viên khác quyết tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm rau sạch tại địa phương. Trồng rau an toàn thì nó cũng khó, tại vì muốn rau sạch thì mình phải lựa chọn vừa rau giống này, vừa mình trồng, mình chăm sóc, mình cũng cầu kỳ hơn. Phân rau mình mua mình phải ủ, tưới nước nã là nước giếng, sạch sẽ chứ không tưới nên thực, nên cây, nên ấy chứ, nên ăn là vừa ngon lại vừa sạch sẽ chứ. Con nhà cô ăn nhiều, cô cứ ăn ở đâu xong rồi cô mới bán. Đấy, chứ con là cô không làm ẩu như là mọi người. Nè, cô cũng là cái đầu ra là cho bà con là vừa được an toàn lại là mình cái lương tâm mình nó cũng được thoải mái. Mô hình hợp tác phụ nữ trồng rau an toàn của chi hội phụ nữ xã Hạ Long hiện đã thu hút được trên 38 hội viên phụ nữ tham gia sản xuất với tổng diện tích 7 hectare. Trên tinh thần tự nguyện, mỗi quý chị em tổ chức sinh hoạt một lần để chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, hỗ trợ nhau về cây giống, phân bón, cùng nâng cao trách nhiệm hơn từ quy trình trồng, chế biến để có được những sản phẩm cuối cùng đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn. Hiện nay, vườn rau của các hội viên đều phát triển tốt, cho thu nhập bình quân khoảng 150 đến 200 triệu đồng một năm. Đây là một trong 20 mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ địa phương. Bên cạnh việc trồng rau theo hướng truyền thống, các chị em còn được chi hội phụ nữ các cấp hỗ trợ xây dựng nhà lưới để trồng rau trái vụ, tìm đầu ra ổn định, giúp hội viên an tâm sản xuất. Để đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên trong mô hình tổ phụ nữ trồng rau an toàn, thì trong thời gian vừa qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã liên kết với lại các cái trường học trên địa bàn có tổ chức ăn bán trú cho các cháu học sinh và liên kết với lại các cái nhà hàng kinh doanh dịch vụ ở trên địa bàn. Và ngoài ra thì Hội Phụ nữ xã còn liên kết với lại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn để cung cấp cái lượng rau mà đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Và ngoài ra thì về để đảm bảo cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã chỉ đạo cho các thành viên trong mô hình tổ phụ nữ trồng rau an toàn là thường xuyên kiểm tra chéo nhau về cái công tác kỹ thuật chăm sóc, từ cái khâu mà chăm bón, dụ như là giai đoạn từ đầu cho đến khi mà được tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả bước đầu của mô hình hợp tác phụ nữ trồng rau an toàn xã Hạ Long là rất đáng ghi nhận, bởi chính từ hoạt động này đã góp phần làm thay đổi nhận thức của hội viên vốn sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, nay chuyển sang sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường, mà là sản xuất ra thực phẩm an toàn đem lại thu nhập ổn định cho chị em hội viên, lan tỏa mô hình sống xanh, hành động xanh trong cộng đồng. Cũng từ phong trào phụ nữ xây dựng lối sống xanh mà các chi hội trực thuộc chi hội phụ nữ xã Hạ Long, huyện Vân Đồn đã hình thành và triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Trong đó, mô hình thu gom rác thải nhựa, biến rác thành tiền ở thôn 9, mặc dù thời gian chính thức đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị điểm của phụ nữ xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Đã thành nếp, vào chủ nhật của tuần 1 và tuần 3 hàng tháng,
khu vực vỉa hè gần trường Trung học Phổ thông xã Hạ Long lại trở nên nhộn nhịp, rôm rả hơn. Đúng giờ, không ai bảo ai, từ các hướng, từng nhóm trẻ em với nhiều bao, túi tập trung đông đủ, họ đến cân bán rác. Đây cũng chính là nơi tập kết rác nhựa, giấy hoặc vỏ lon đã được phân loại cẩn thận từ các gia đình. Đại lý mua phế liệu tiến hành cân từng loại rác. Người gom bán nhiều được 100 đến 200 nghìn đồng, người ít cũng được vài chục nghìn. Số tiền này được gom lại làm quỹ chi cho các hoạt động của hội, đặc biệt để giúp đỡ những hộ gia đình hội viên khó khăn. Ngoài ý nghĩa nhân văn, việc làm này còn giúp môi trường xung quanh trở nên sạch hơn, thân thiện hơn. Tình trạng người dân vứt rác thải tràn lan ra đường hay ở trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường đã không còn. Ý thức của bà con trong việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định cũng được nâng lên. Chị em vì thế đều nhiệt tình hưởng ứng, không quản ngại vất vả. Tất cả chị em khi gặp nhau những cái ngày đi thu gom rác thải thì rất vui vẻ, mà chị em chúng tôi thì ở đây là rất là đoàn kết, bảo ban nhau thu gom rác thải xong rồi để có một cái là việc làm rất ý nghĩa với hội viên và bản thân chúng tôi. Thành lập từ tháng 7 năm 2019, phong trào thu gom rác thải nhựa, biến rác thành tiền của chi hội phụ nữ thôn 9, ban đầu có khoảng 70 thành viên tham gia. Những ngày mới triển khai, mô hình gặp đôi chút khó khăn do người dân chưa có thói quen phân loại rác. Cán bộ và hội viên nòng cốt đã đến từng gia đình tuyên truyền, vận động và gương mẫu thực hiện bằng những việc làm cụ thể như đi trên đường gặp rác thải đều thu gom, mang về tập kết, hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày. Mưa dầm thấm lâu, hiện tại ngoài một số hội viên đã phát triển lên tới 200 người, thì những thành viên khác trong gia đình của hơn 280 hộ dân ở thôn 9 cũng đều tích cực tham gia. Theo đó, như một thói quen, nhiều gia đình trong thôn mỗi ngày đều dành chút thời gian thu gom rác thải mang đến phân loại tại nơi tập kết để bán. Với số tiền gần 10 triệu đồng thu về từ ngày thành lập mô hình đến nay, chi hội đã nhận đỡ đầu một cháu nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, tiến hành thăm và tặng quà cho những hội viên khó khăn nhân các dịp lễ Tết, hoặc tùy vào nhu cầu thực tế cũng có thể là cho hội viên vay mượn không lãi, có thể dùng để khen thưởng con em hội viên học giỏi. Số tiền không lớn nhưng sự trợ giúp của những người có hoàn cảnh khó khăn đều đáng quý. Quan trọng hơn là mọi người cùng tự giác tham gia xây dựng môi trường sống sạch, trong lành hơn. Để thu hút hội viên và từng bước thay đổi nhận thức của chị em trong công tác bảo vệ môi trường, điều quan trọng là cán bộ và hội viên nòng cốt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tích cực trong nhận thức và hành động để thu hút chị em noi theo. Bên cạnh đó, sự đam mê, nhiệt tình với phong trào, sáng tạo trong hoạt động chính là điều kiện quan trọng để duy trì hiệu quả của phong trào. Đó là vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp đỡ gia đình khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau. Một tháng một lần, như vào chủ nhật hàng tuần của cuối tháng thì các tổ trưởng đi vận động từng tổ, một là từng tổ hội viên, một là chị em rất là nhiệt tình xách rác đến một điểm thu gom rác thải nhựa của chi hội phụ nữ thôn 9, chị em góp vào đấy. Thì từ những cái mô hình này thì là đến bây giờ nó đi vào, là thực sự nó đi vào lòng hội viên mà nó có rất là đúng ngày của cái ngày gom rác thải nhựa. Ít cán bộ, ít phải nhắc nhở mà rất tự nguyện mà rất đồng lòng. Tính nhân văn của mô hình biến rác thành tiền của chi hội phụ nữ thôn 9 đã lan tỏa tới nhiều chi hội phụ nữ các thôn khác trong xã. Đặc biệt, ngay sau lễ phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về phong trào phụ nữ sống xanh và ra mắt mô hình 900 thùng đựng rác thân thiện với môi trường bằng thùng sơn tái chế của Hội Liên hiệp Phụ nữ tại cụm trung tâm các xã Hạ Long, Đông Xá và thị trấn Cái Rồng, chi hội phụ nữ thôn 13 xã Hạ Long đã vận động thực hiện được trên 40 thùng rác. Việc giúp chị em biết và thực hiện phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ được triển khai nhanh chóng. Chỉ với hành động đơn giản là thu gom, phân loại rác tại nhà, chị em phụ nữ các chi hội xã Hạ Long đã chuyển đi thông điệp về bảo vệ môi trường tới cộng đồng. Sự chung tay xây dựng thôn, xã trở thành khu dân cư văn minh, xanh, sạch đẹp của chị em phụ nữ thôn 13 xã Hạ Long còn được thể hiện ở những tuyến đường dập sắc xanh của lá, rực rỡ đủ sắc màu của hoa. Việc xây dựng và phát triển mô hình con đường hoa này cũng là một phần việc từ cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.
Nhìn những tuyến đường làng, ngõ xóm mình xanh hơn, đẹp hơn, chị em không chỉ tự hào vì đã ghi điểm và tạo cảm giác thư thái cho mọi người. Hơn hết, họ còn tự hào bởi chính tay mình đã vun đắp trồng, chăm bón tạo nên. Cũng từ phong trào phụ nữ xây dựng lối sống xanh mà trong năm 2020, chi hội phụ nữ các thôn của xã Hạ Long, huyện Vân Đồn còn tổ chức được 280 cuộc ra quân vệ sinh môi trường với sự tham gia của đông đảo người dân, thu gom trên 2 tấn rác thải, trồng và chăm sóc hàng ngàn cây xanh các loại, tạo được 500 tuyến đường hoa, duy trì 24 đoạn đường mẫu do phụ nữ đảm nhiệm, được hội phụ nữ huyện đánh giá cao. Trong phong trào phụ nữ sống xanh thì xã Hạ Long là một cái cơ sở hội có rất nhiều những cái mô hình hoạt động của chị em phụ nữ về công tác vệ sinh môi trường. Thế và những cái mô hình hoạt động của chị em thì nội dung khá là phong phú, đa dạng và nó phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt là cái tính tự quản, tự nguyện và thống nhất cao trong cái từng cái mô hình hoạt động của chị em thì cũng đã mang lại một cái hiệu quả của mô hình rất là tốt và nó cũng có một cái sức lan tỏa tốt. Để phong trào xây dựng cuộc sống xanh thực sự hiệu quả, thời gian tới chi hội phụ nữ xã Hạ Long tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tích cực thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt. Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, nhất là các tiểu thương, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, khu chợ, hạn chế tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông và những sản phẩm nhựa dùng một lần. Việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, những thành công bước đầu trong hoạt động bảo vệ môi trường của chi hội phụ nữ xã Hạ Long là niềm tự hào và là động lực để các chị em tiếp tục tổ chức phong trào hiệu quả hơn, chuyển đi mạnh mẽ thông điệp vì cuộc sống xanh.